Đây, đây là mẫu khung thép nhé. Đây em thử đứng cả người lên cái mẫu khung thép này các anh nhìn này. Đây nhé, em đứng cả người lên này. Đây. Đó, nhấc chân này, tay đây. Đó. Khung thép nhé. Đây. Em đứng cả người đây. Rồi. Vấn đề là các anh sợ cong hay là biến dạng cái khung này thì thực tế là khó có thể xảy ra với trọng lượng cơ thể người mình đè lên nhé. Thì mẫu này là em đang cho dầu ở bên mặt ngoài để cho nó thẩm thấu vào cái lớp oxit sau khi tạo lớp màng oxit màu đen này. Để làm sao nó chống han gì tốt nhất. Thì sau này về đấy thì các anh luôn luôn là tạo, có nghĩa là phủ dầu ở bên ngoài ấy, để cho cái lớp này nó, cái lớp màng oxit nó có độ ẩm ấy, độ ẩm của dầu ấy, thì nó sẽ chống han gì tốt nhất, đừng để nó khô. Này.